Thưa các bạn, hôm nay xin chia sẻ các bạn thưởng thức tiếp một khu vực nữa, đó là Hòn Đũa. Hôm trước chia sẻ các bạn là Hòn Hai rồi, hôm nay là Hòn Đũa. Trên biển có nhiều cái hòn núi người ta đặt tên rất là hay. Đây, đây là khu vực chuẩn bị đến Hòn Đũa ạ. Nước biển xanh biếc, cây chữ đá xanh thẫm, bầu trời xanh ra trời, ba màu xanh kết hợp nhau đẹp thật. Đây các bạn thấy cái hòn nhỏ nhỏ là gọi Hòn Đũa. Các bạn nhìn rõ không? Đây cái hòn núi đá nhỏ này, người ta gọi là Hòn Đũa các bạn. Trông nó không giống như đũa thế nào, gọi là Hòn Đũa. Đây là chỗ cửa luồng giao thông. Bên đây trái có cái cột điện, cáo điện trên đảo. Khu vực này gần là đảo Hòn Sen. Cũng hòn đá nho nhỏ, nhìn hòn núi đá nho nhỏ rất là đơn độc. Lát nữa chúng ta sẽ đi qua sát đó. Màu xanh của nước biển non nhìn như là vẽ. Có những cái tàu chạy qua nó sóng cuộn lên thành cái vệt trắng rất là đẹp. Đấy, chúng ta gần sát Hòn Đũa đấy các bạn. Đấy, sóng tàu đi qua sóng nó vật lên cái tàu này. Nhìn như hòn Nam Bộ các bạn. Trên biển có cái Nam Bộ thiên tạo. Nó nhỏ thế nhưng nó cứ đứng đó rất nhiều năm mà không bị mất đi. Và trở thành một cái điểm cái mốc người ta giao thông trên biển. Và ta gọi đó là hòn là Đũa. Trước mặt chúng ta đi sát về phía trước đấy. À, hướng đi đi về Minh Châu. Còn bên tay phải đồi cây này là phía vẫn là thuộc về đảo phía Hòn Sen. Nó đang là buổi chiều tầm khoảng 15 giờ. Biển khá nặng mà lại có gió rất là mát. Đấy, có một cái tàu khách nó chạy qua. Tàu này chủ yếu là tàu đặt để đi du lịch thì chính. Và tàu chúng tôi đi theo cái luồng đó, cái tàu đi trước xong rồi theo sau cái luồng của tàu này. Tàu trông nhỏ nhưng chạy nó tạo thành sóng một dòng trắng bạc ấy. rẽ nước thôi. Vùng đảo ra ngoài, vùng đảo chính ra có rất nhiều đảo nhỏ, đảo con, đảo có tên, đảo không tên rất là nhiều.
đảo đá đến như đảo đất cũng có. Có điều kỳ lạ cây cối ở trên những đảo đá, núi đá rất là xanh tốt, mặc dù dưới là nước mặn, trên núi đá thì lại là khô cạn, cây rất là xanh, các bạn nhìn thấy cây cối xanh tốt, màu xanh nó rất là đẹp, tươi tốt. Cái mùa vẫn đang là mùa hè nên cây nó rất là xanh tốt. Chỉ có khi mùa đông thì cây nó lá nó mới vàng và nó mới rụng thôi. Toàn đá bạn ấy, mà cây vẫn cứ xanh. Cái trước mặt là cái luồng cửa đối đi về Vinh Châu ạ. Thẳng hướng này sẽ về Vinh Châu. Nhìn đẹp vô cùng. Tàu tôi đang đi gần về đích. Đây là khu vực Hòn Bữa, tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, vui lòng hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ cũng như nhận xét cho kênh của tôi thì ngày tốt hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video tiếp theo.